Xin chào, mình là Min đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin 23 News. Hãy bắt đầu ngay với những trận đấu Dota đang rất được chú ý nào. Ngay sau những ngày thi đấu của DPC khu vực Tây Âu, Dota phương Tây tiếp tục là tâm điểm với những màn đọ sức tại giải đấu OGA Dota Peace Season 5 khu vực EU-CIS. Và trong recap ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những diễn biến chính của giải đấu Dota được chú ý nhất vào dịp cuối năm này nhé. Sau những chiến thắng ấn tượng tại vòng đấu đầu tiên, OG và Team Spirit đụng độ nhau với sự hưng phấn của khán giả khi hai đội tuyển đều đang thể hiện lối chơi mạnh mẽ và hấp dẫn. Một cuộc đối đầu đầy thú vị, nhưng khi xét về vị thế thì OG hiện tại mới là kẻ thách thức, chứ không phải là những nhà vua cách đây hơn 2 tháng. Trong game đấu đầu tiên, các thành viên của OG đã có được chiến thuật ưa thích về Templar Assassin của mình. Tuy vậy thì Team Spirit không hề e ngại và đã lấy về những hero với khả năng đi lane rất mạnh. Thậm chí, với lợi thế từ chất hero thì họ đã hủy diệt OG ngay từ trong giai đoạn đi lên. ATF và đồng đội tỏ ra quá non nớt trước nhà vua của Dota hiện tại. Dù chưa rất cố gắng phản công thì các thành viên của OG cũng chỉ có thể kéo dài game đấu đến phút thứ 25 khi mà cách biệt đã là quá lớn. Tuy vậy, khi bước sang game đấu thứ 2 thì các thành viên của OG đã chơi chủ động hơn rất nhiều với khả năng bắt lẻ và kiểm soát tầm nhìn tốt. BGM cùng ATF vẫn là cảm hứng trong lối chơi của OG và bộ đôi này đã làm rất tốt nhiệm vụ càn quét đội hình có phần chậm chạp của Team Spirit, giúp các tài năng trẻ của OG đưa trận đấu về thế cân bằng. Đến với ván đấu thứ 3 thì OG tiếp tục thể hiện muốn vượt lên từ sớm với đội hình nặng nề về Snowball. Còn về phía Team Spirit thì sẽ là lối chơi xoay quanh lượng sát thương vật lý khổng lồ của Shadowfiend và được bổ trợ bởi Slada. Thế trận diễn ra tương đối cân bằng, nhưng trong đó thì Team Spirit vẫn tỏ ra nhỉnh hơn nhờ khả năng đọc bản đồ siêu hạng của mình. Và từ đó thì họ cố gắng giao tranh xoay quanh Shadowfiend và có lợi thế. Đội hình Snowball của OG dần phải chơi ở thế rượt đuổi và không thể bắt kịp về sát thương so với Team Spirit. Sau 3 ván đấu căng thẳng thì Team Spirit thẳng tiến tới chung kết nhánh thắng, còn OG thì sẽ tiếp tục hành trình của mình ở nhánh dưới. Trận đấu tiếp theo là cuộc chạm trán giữa Nigma và Team Secret. Đây được xem là bản demo cho trận đấu của hai đội vào cuối tuần này trong khuôn khổ của Winter Tour khu vực Tây Âu. Và trong bối cảnh hiện tại thì việc Nigma chiến thắng trước Secret có lẽ là một điều quá khó khăn. So với trận đấu của OG cách đây 2 ngày thì thành viên của Team Nigma đã chơi khởi sắc hơn hẳn. Tuy nhiên, điều đó vẫn là chưa đủ để họ có thể tạo nên bất ngờ cho Team Secret. Chiến thuật 3 Coil đều farm của Team Secret ngày càng được sử dụng thành thạo. Với Outward Destroyer, Void Spirit hay Phantom Lancer thì đều có đầy đủ trang bị. Với các thành viên của Team Secret thì không hề bị làm khó trước Nigma. Dream Team Secret vươn lên dẫn trước 1-0. Bước sang ván đấu thứ 2 thì Nigma lựa chọn lối chơi xoay quanh Lina của Miracle và đã có những thành công nhất định. Lượng sát thương lớn của Lina trong giai đoạn early và mid game giúp Nigma có thể dẫn trước so với Team Secret. Thế nhưng carry I Like To Win của Nigma thì lại liên tiếp mắc sai lầm, khiến Secret lấy lại lợi thế qua những pha giao tranh và từ đó lật kèo rồi chiến thắng chung cuộc. Như vậy thì trận đấu chung kết nhanh thắng sẽ là cuộc đối đầu giữa Team Spirit và Team Secret, hai thế lực của Dota phương Tây thời điểm hiện tại. Giống như diễn biến ở nhánh trên thì nhánh dưới của OGA Dota Pit cũng không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn đều đã có những chiến thắng để bước tiếp. Trái với hình ảnh áp đảo của giai đoạn đầu mùa giải thì Tundra gần đây đã vất vả hơn trong những trận đấu của họ. Na'Vi tỏ ra đã tìm hiểu rất kỹ về Tundra, họ kiềm tỏa tương đối tốt với lối chơi đầy vũ bão của Fata và đồng đội. Tuy vậy thì những ngôi sao của Tundra vẫn biết cách để lên tiếng, từ đó lấy được những lợi thế cho đại diện Tây Âu. Thế trận giằng co của ván đấu kéo dài tới phút thứ 35, một tình huống giao tranh mẫu mực của Tundra và Kerry Skeeter đã có riêng cho mình được Rampage. Na'Vi dần bất lực trước sức mạnh của Troll và Outward Destroyer, họ chấp nhận thất bại sau 43 phút thi đấu. Ván đấu thứ 2, Na'Vi với đội hình mạnh về khả năng dồn sát thương cũng như phá giao tranh tốt đã áp đảo Tundra trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù cho Tundra đã rất cố gắng chống trả với bộ core hero của mình thì họ vẫn phải nhìn Na'Vi phá vỡ nhà chính sau 57 phút thi đấu. Ở ván đấu cuối cùng này thì Na'Vi quyết định chơi mạo hiểm với Anti-Mage, nhưng chính lựa chọn này đã đưa Na'Vi vào thế khó khi Tundra liên tiếp gây áp lực bằng khả năng gank và phối hợp. Áp lực Tundra đặt ra là quá lớn và đội hình cần thời gian để lớn của Na'Vi đã vỡ vụn ngay trước khi đủ khả năng để có thể đáp trả. Chung cuộc thì các thành viên của Tundra đã giành chiến thắng 2-1 và sẽ đối đầu với Nigma tại trận đấu tiếp theo dưới nhánh thua. Trận đấu cuối cùng trong ngày là cuộc nội chiến châu Âu giữa Liquid và Aliens. Ở thời điểm hiện tại thì ít người nghĩ rằng Aliens đủ khả năng để làm khó Liquid, khi Liquid thì đang bay cao với đội hình mới, còn Aliens thì vẫn đang gặp khó khăn với việc vận hành đội hình mới. Và đúng như những gì mà nhiều người suy đoán thì Liquid không gặp mấy khó khăn trong chiến thắng 2-0 trước các học trò của Loda, dù đã đem ra những lineup có phần lạ mắt.
Tổng kết lại, những trận đấu tiếp theo của OGA Dota Beat chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi mà OG sẽ đối mặt với Liquid, Tundra lại chạm trán với Nigma và nhiệm vụ ngắt mạch chuỗi thắng của Team Spirit sẽ được Dream Team Secret đảm nhận. Các bạn đừng quên theo dõi những diễn biến tiếp theo của OGA Dota Beat trên sóng 23 của Dota TV nhé! Akana Drow Ranger là một trong những vật phẩm được cộng đồng Dota 2 mong chờ nhất sau khi The International 2020 kết thúc. Theo thông tin chính thức từ Valve, nhà phát hành của Dota 2, thì Akana Drow Ranger sẽ nằm trong một gói vật phẩm mang tên Dread Retribution Bundle và sẽ thay đổi gần như tất cả mọi thứ về nhân vật, ngoại hình, animation, hiệu ứng khi chuyển động và ra chiêu, hình ảnh hiển thị của chiêu thức. Akana Bundle của vị tướng Drow Ranger sẽ được đưa vào Battle Pass ở level 333. Nhìn sơ qua thì có thể thấy rõ nhất chính là Akana của Drow Ranger thay đổi hoàn toàn về ngoại hình của vị tướng này. Không còn chiếc áo choàng với mũ trùm đầu hay mái tóc xõa dài, chiếc mặt nạ thần bí như các trang phục trước, Akana của Drow Ranger có tạo hình với mái tóc bạc, được buộc chặt kiểu đôi ngựa, đôi mắt đỏ ngầu dữ dội và nhất là vũ khí của cô cũng được chuyển đổi từ cung sang một dạng nỏ cỡ lớn. Thế nhưng ngay lập tức thì các fan Liên Minh Huyền Thoại có quan tâm đến sự kiện này cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Nhiều người chỉ ra ngay sự tương đồng trong những thiết kế của trang phục đến những tạo hình mới của Akana Drow Ranger khá giống với Vayne trong dòng skin Hoa Linh Lục Địa đã được ra mắt cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại hồi năm 2020. Có khác chăng là skin Vayne Tuyệt Vọng Chi Tiễn nói riêng và dòng trang phục Hoa Linh Lục Địa nói chung thì lấy màu tím làm chủ đạo với trang phục mang đậm nét Á Đông. Còn với Akana của Drow Ranger thì lấy màu xanh và trắng bạc làm tông màu chính và trang phục vẫn đậm chất Trung Cổ châu Âu. Và Drow Ranger thì không hề mang mặt nạ. Thậm chí ngay chính cả những fan Dota 2 cũng phải nhận xét rằng có lẽ đội ngũ thiết kế của Valve đã bị cận kề deadline quá nên lấy ý tưởng từ Liên Minh Huyền Thoại. Từ búi tóc được buộc cao cho đến chiếc nỏ đều khiến người ta liên tưởng đến Vayne. Ngoài ra thì Akana Drow Ranger còn có những màn lướt đi trong khi di chuyển, càng khiến người ta liên tưởng đến thợ săn bóng đêm. Tất nhiên, sẽ không thể khẳng định được là Akana Drow Ranger có đạo nhái Vayne hay không, khi mà mỗi bên thì đều có những lý lẽ riêng của mình và những cuộc tranh cãi sẽ tiếp tục kéo dài giữa cộng đồng hai tựa game MOBA lớn bậc nhất thế giới hiện nay. Chỉ có điều là để đạt được mốc level 333 và sở hữu được Akana này cũng đòi hỏi game thủ phải hiến máu cho Valve hoặc cày Battle Pass Point rất nhiều. Cuối tuần này, những trận đấu gây cấn và hấp dẫn của giải đấu AIC 2021 sẽ chính thức được khởi tranh. Từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 12, người hâm mộ Liên Quân Mobile sẽ chứng kiến những màn tranh tài đầy kịch tính trong khuôn khổ vòng bán kết và chung kết, nơi mà 4 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch cùng số tiền thưởng lớn nhất trong tổng giải thưởng 23 tỷ đồng. Sau 2 tuần tranh tài quyết liệt, 4 đội tuyển cũng đã chính thức góp mặt trong những vòng đấu cuối cùng. Mức độ cạnh tranh mạnh mẽ tại AIC năm nay đã đặt ra nhiều thách thức cho cả 4 đội tại cả giai đoạn vòng bảng, nhưng các tuyển thủ thì đều vượt qua bằng khả năng phối hợp đồng đội cùng kỹ năng cá nhân đỉnh cao. Những trận đấu vào cuối tuần này thì sẽ xác định nhà vô địch mới của AIC 2021. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm của Liên Quân Mobile thì trận chung kết sẽ mở màn bằng trình diễn trực tiếp bài hát chủ đề AIC 2021 lấy từ vị tướng yêu thích Yena. Bài hát chủ đề Time Makes Heroes là lời gợi nhớ về những người hùng của Liên Quân MOBA trong lịch sử, những người đã vượt qua mọi thách thức và chạm đến vinh quang bằng tinh thần chiến đấu ngoan cường và trở thành nguồn cảm hứng cho thông điệp của giải đấu AIC năm nay. Người hâm mộ Liên Quân MOBA sẽ còn vui mừng hơn nữa với màn hòa tấu đặc biệt kết hợp giữa EDM và dàn nhạc giao hưởng do Slim V từ Space Speakers Việt Nam trình diễn tại chung kết. Tái hiện lại những giai điệu trong bài hát kinh điển của Liên Quân Mobile, bao gồm bài hát chủ đề AIC 2020, đó là Let Victory Make History. Vòng bán kết của AIC 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 12. Ngày thi đấu đầu tiên cũng sẽ khai màn với cuộc đối đầu giữa VGaming, đại diện của ALG, và HK Attitude, đại diện CGS tại nhánh thắng, để có thể cạnh tranh cho một suất tới thẳng trận chung kết tổng. Bên cạnh đó thì khán giả cũng sẽ chứng kiến trận đấu sống còn giữa hai đại diện RPL là Detect Talent và Burium United Esports để giành quyền đi tiếp. Và đây thì cũng là những tin tức cuối cùng của bản tin 23 News rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến hết bản tin. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe, cũng như ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì về thế giới esports sôi động nhé. Ngoài ra thì cũng đừng bỏ lỡ những giải đấu Dota 2 với những nội dung hấp dẫn trên kênh 23 Dota nữa nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.